xin giới thiệu với mọi người dì Ba Đỗ Thị Thanh Nga. Dì Ba là tuy thứ ba nhưng là một người chị cả của gia đình bên vợ tôi. Phải nói là dì Ba là người lo toan cho tất cả công việc trong gia đình của chúng bên vợ chúng tôi từ lúc còn là giáo viên, còn là con gái. Phải nói rằng là một người hy sinh cho cả gia đình và hy sinh với một tấm lòng không tính toán. Riêng đối với gia đình chúng tôi, từ khi tôi lập gia đình với vợ tôi thì dì Ba phải nói là một người dì, một người mẹ. Trong tất cả những sự kiện lớn trong gia đình tôi đều có mặt dì Ba. Và chúng tôi nhớ đây là dì Ba, mẹ ruột của tôi cũng rất là mến dì Ba. Dì Ba luôn luôn góp sức mình với tất cả cái sự siêng năng, chu đáo. Tôi nhớ là từ khi tôi có vợ Đỗ Ngọc Minh thì dì Ba Tết năm nào cũng đến nhà tôi. Trước đây những ngày tháng Tết tôi lang thang kiếm sống bằng nghề chụp hình. Nhưng mà từ khi có dì Ba thì Tết trước khi 30 Tết dì Ba đã lên mua làm đồ ăn Tết. Nào là thịt kho hột vịt, rồi những cái món ăn để lâu, dưa chua, rất chu đáo. Và những cái Tết của dì, có dì Ba thì chúng tôi được ăn uống hưởng cái Tết ngon lành. Và tôi vì miếng cơm manh áo đã phải là ở lại Mỹ Tho thì đã có dì Ba lo phần hậu cần cho nhà tôi. Và nhà tôi thì cũng thợ thầy đông lắm, nhưng mà Tết thì các em đã nhất định đòi về, chỉ trừ một hai người như là Thu có thể ở lại, nhưng mà ở lại thời gian ngắn thôi. Do đó tất cả những cái chuyến đi của nhà tôi, những cái sự kiện lớn trong gia đình như là sinh nhật, thôi nôi đầy tháng thì đều có mặt dì Ba. Và dì Ba là người đã tổ chức chu đáo cho mọi người. Và dì Ba cũng có rất nhiều kỷ niệm với chúng tôi trong những cái sự kiện đó. Và đi đâu chúng tôi phải chờ cho bằng được có dì Ba thì chúng tôi mới đi chơi, đi du lịch ở Đà Lạt, ở Phan Thiết, rồi Campuchia. Nói chung khi có dì Ba đi thì mọi sự việc đều chu đáo. Dì Ba là cái người quán xuyến rất tốt cho cả gia đình, cho cả nhà họ Đỗ tôi ở Phú An. Và với một tấm lòng rộng mở, không nề hà gì cả. Trời ơi, mỗi lần lên tôi mà dì Ba lại cứ ăn uống khom, gọi là ăn uống qua loa, hoặc là ăn chay. Tết lại nhằm dịp chay, ăn tí cơm với rau. Trời, chúng tôi rất là lo lắng cho sức khỏe của dì Ba. Mà phải nói là thường xuyên dì Ba rất quan tâm tới cháu, các cháu. Thì tôi biết các cháu kia, con của Tám Úc hay là các anh chị khác thế nào, nhưng mà đối với hai đứa con của tôi phải nói là rất quý, rất thương dì Ba như là mẹ, như là mẹ thứ hai. Tại vì dì Ba rất thương, rất lo. Tôi nhớ có lúc mà Hà lên Sài Gòn học là dì Ba phải nghỉ dạy học, dạy hè ở dưới Phú An để đến kèm cặp nấu ăn ở nhà trọ để cho Hà học tiếng Anh năm lớp 4 hay lớp 5. Phải nói là dì Ba hết lòng, vừa nấu cơm, nấu ăn ngon và vừa chăm đưa cháu, đưa Lâm Hà đi học. Và nhờ đó mà Hà học tiếng Anh rất là tấn tới, rất là phấn khởi. Tại vì được tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ nhỏ, do đó là Hà thích nghi tốt. Và nhờ đó sau này cái vốn tiếng Anh nó càng ngày càng phát triển. Và sau này dì Ba sang ở với dì Tám và bà ngoại ở Colorado, và cũng rất ư là quan tâm tới gia đình dòng họ. Những ngày giỗ ở Phú An, ở Việt Nam thì cũng đều để ý gửi quà, gửi tiền về cho gia đình.
Và tôi cũng không ngờ rằng sau này tôi biết là dì Ba là cũng có cái tính, có một tâm từ thiện, là cũng hay kỳ cóp, không dám ăn dám mặc để mua quà để làm tặng cho những người nghèo ở Phú An. Và điều đó cũng làm tôi rất cảm kích. Và tôi cũng nói với em của dì Ba là Minh và xã tôi là cũng sẽ trần dụng và cũng nói chuyện với các con bớt những đi chơi quà cáp để có thể làm từ thiện, để làm phước cho gia đình dòng họ. Thì đó là một cái ý tốt. Riêng nhà tôi thì mẹ tôi và chị Lan, chị kế tôi cũng rất là mến. Phải nói là những gia đình của khi đám giỗ, đám cưới mà có dì Ba ở Việt Nam thì chúng tôi đều chở dì Ba đi. Đây dì Ba đi cùng với chị Lan, mẹ tôi và bà ngoại lúc còn khỏe mà đi Campuchia. Và khi nghe tôi phát động mà đi tặng tiền, tặng quà cho những người nghèo, người Việt Nam ở Biển Hồ, lây lất ở Biển Hồ, thì chị Ba cũng rất là sẵn lòng. Nên là khi chúng tôi đi tham quan Campuchia, tôi cũng đều tìm cách thuyết phục đưa dì Ba đi. Và riêng hai cái người chị ruột tôi là chị Lan với lại dì Ba thì rất hay đi với gia đình tôi. Phải nói là những cái người gia đình, cũng gia đình nhưng mà thân thiết hơn. Tại vì dì Ba gắn bó với chúng tôi những cái Tết. Dì Ba lo hết ăn uống sinh hoạt nguyên một cái tháng Tết để chúng tôi có thể rảnh tay để kiếm ăn. Hồi đó thợ hàn vi tôi cũng khá vất vả, do đó là phải cày sâu cuốc bận, không bỏ sót một cái mối nào. Tết là chụp từ 7 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Tôi nhớ đây là dịp mà tôi, dì Ba và mẹ tôi gặp nhau năm 2017, lúc mà đưa tôi ra sân bay để đi sang Mỹ. Và sau đó mẹ tôi cũng đã mất vào năm sau. Thì các con cũng như là vợ tôi, ngoài cái tình họ hàng, còn có một sự gắn bó rất là kỳ lạ với dì Ba. Thì vì dì Ba luôn luôn góp sức của mình với tất cả cái nhiệt tâm, nhiệt tình. Và dì Ba tôi là người ít nói nhưng mà rất thông cảm, rất hiểu. Tôi nhớ có một lần dì Ba nói với tôi, khi tôi đã mang cái đồng hồ điện về đến cho nhà, Duy Anh đến nhà chị thì điện cũng sáng lên và tất cả cũng đều sáng lên. Trời ơi, tôi nghe một cái lời khen có cánh mà tôi vui mãi. Chị Ba rất ít nói. Vì sao? Thật sự nhà tôi thì anh chị em đều người nông dân, chất phác, nhút nhát và ngại ngùng khi nói. Do đó là khi tôi vào gia đình thì tôi cũng là một cái người đại diện để nói, kết nối mọi người với nhau. Và trong những sự kiện của gia đình dòng họ thì tôi cũng rất hay tham gia. Và những chuyến đi đặc biệt như đi Phú Yên, tôi tìm được những cái mối đi ở khách sạn 5 sao thì cũng đều thuyết phục dì Ba cùng đi, để cho dì Ba cũng biết đây biết đó. Và nói chung dì Ba là một cái người nhẹ nhàng khiêm tốn, thậm chí đi dạy học dạy thêm mà có đứa trả học sinh trả tiền không trả tiền chị cũng cười cười. Và tôi nhớ mãi có một cái lần dì Ba mua hàng hóa để về, hình như bán ở trường thì mới để đồ dùng dạy học nữa, không biết sao lại để nguyên một cái thùng đồ trước nhà tôi. Và tôi đi về tôi bất ngờ thấy cái thùng, tôi sợ sợ và tôi không thấy ai hỏi, tôi mới báo công an. Công an tới cũng không dám rờ, anh kêu bộ đội tới rà mìn. Trời ơi, lúc đó dì Ba đang làm bếp ở dưới, chạy lên đó, đồ của dì Ba. Trời ơi, lúc đó là hàng xóm mà xe ôm xe đò nó bu lại, nó coi tôi phải giải tán thật nhanh. Hóa ra đồ dì Ba thùng to quá, dì Ba không biết sao lại để cái trước cửa. Tôi tưởng ai để, tôi lại cứ đẩy sang nhà hàng xóm.
cuối cùng sợ quá, tưởng đồ lạc, địch lạc, cuối cùng hóa ra đồ dì ba. Nhiều kỷ niệm rất vui. Đây là chuyến đi Hà Tiên với mẹ tôi, rồi đi Phú Yên. Và khi đi Phú Yên thì dì ba lại là người chụp hình cho chúng tôi. Đó, đây mẹ tôi cũng rất cảm tình với dì ba. Phải nói rằng là những chuyến đi du lịch xa, thú vị, hấp dẫn, chúng tôi đều thuyết phục và chờ có dì ba đi thì mới đi. Những hôm Tết về đường Hoa Nguyễn Huệ, về nhà tôi ở Thủ Đức thì cũng đều kéo dì ba đi. Lúc tôi mới biết lái xe là đi đâu cũng tìm cách rủ dì ba đi. Phải nói là dì ba rất là gần gũi với con, với vợ tôi và cả với tôi. Dì ba luôn luôn cười, giống như là một người mẹ thứ hai của các con tôi. Và các con cũng rất là mến. Vì đương nhiên thôi, dì ba luôn luôn đến nhà tôi với tấm lòng rộng mở, luôn hết lòng với mọi người, làm không suy nghĩ, không lo thân mệt mỏi của mình, mà luôn luôn làm chứ không có nói. Và thậm chí tụi tôi sợ dì ba đuối, sợ dì ba mệt vì ăn chay mà lại làm quá, sợ mất sức. Mà tôi không ngờ cái chuyện ăn chay sau này, dì ba lại ăn chay trường, lại lôi kéo vợ tôi cũng ăn chay trường. Với đầu thì gia đình tôi cũng rất là phản đối, nhưng sau tôi thấy vợ tôi thành tâm ăn chay cũng tốt, và tôi cũng chấp nhận và cũng đưa bà xã đi ăn chay, và cũng lâu lâu cũng cùng ăn. Và sau đó thấy là vợ tôi vẫn khỏe mạnh. Đây là con của dì Úc, cũng rất là gắn bó gần gũi với dì ba. Lúc dì ba hè là lên Sài Gòn để chăm hai đứa cháu, dắt cháu đi học, dạy cháu gò từng nét chữ ban đầu để cho các cháu viết chữ đẹp. Và nhờ cái sự gò đó mà không chỉ cháu ngoại, cháu nội, con anh Năm, con anh Bừng, đây là Tết tụi tôi về Sài Gòn đi đường phố đi bộ mùng 1 đều có mặt. Và tôi tổ chức những chuyến đi Phan Thiết cũng đều có dì ba. Đây là con con gái lớn của dì Úc. Đây là gia đình tôi cùng với dì ba khi đi biển Phan Thiết. Tôi lúc còn ngon lành trẻ khỏe, lúc đó là con của cô Chính, dì Chính là bé xíu, cũng bế đi ra biển chơi. Phải nói rằng là dì ba gắn bó với gia đình tôi rất rất nhiều, và những cái sự kiện trong gia đình đều không bao giờ thiếu dì ba. Và những chuyến đi chơi xa thì cũng đều có mặt dì ba. Lần này dì ba về, có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức đi lên thăm vườn sầu riêng của Dượng Úc. Đây là chuyến đi Phan Thiết trên đồi cát Mũi Né, lúc Lâm Hà cũng khoảng đâu 7-8 tuổi. Và gia đình tôi cùng các nhà thợ, có cả mẹ tôi, rồi những lần đi đám cưới, tôi cũng đều kiên nhẫn lưu trữ giữ hình lại để tặng cho dì ba. Và hôm nay làm một cái clip này để tặng cho dì ba. Lâu lâu dì ba rảnh coi lại, nhớ lại gia đình, dòng họ, em út, con cháu. Bây giờ mình cũng đã khôn lớn, con anh Mừng cũng đã học rất giỏi, cả ba đứa rất mừng, cả ba đứa đều học giỏi. Rồi con anh hai cũng rất giỏi, đã có gia đình, có hai cháu, và lúc lên ở với tôi cũng đã chụp hình rất là tốt, thậm chí là cùng với tôi đi những cái lớp dạy nhiếp ảnh để cùng trợ lý cho tôi. Phải nói là cũng may mắn gia đình có các cháu đều học hành tốt. Đây là cái chuyến chúng tôi đến thăm một ngôi chùa trong Tân Phước, sau khi má vừa mới bị đột quỵ và ra đi, trong thương tiếc của tất cả mọi người, và chúng tôi đã đến chùa cũng để cầu nguyện
cho má tôi được lên Tây Phương Cực Lạc, giống như là ước nguyện của má tôi khi má tôi bắt đầu chuyển sang từ đạo Cao Đài sang đạo Phật mà cũng ăn chay trường. Có dịp tôi sẽ nói chuyện, nói về bà má vợ của tôi. Tôi rất quý, rất thương và cũng hết lòng với gia đình tôi. Các con tôi bắt đầu lớn lên là đều có mặt của bà ngoại, bà nội, chị ba, chị tám, chị Úc. Đây là cái dịp chúng tôi sau khi đi là ghé nhà anh hai. Anh hai ở Mỹ Phước Tây, có một khu vườn cũng rất là rộng rãi đẹp và sống đời nông dân, nhưng mà tính ra là cũng rất là giàu có, vì bây giờ đất là tiền, thì đất ra mặt tiền. Thành thử là của nhà họ Tổ, vườn sầu riêng mà anh mừng các cây sầu riêng đang trồng đất canh tác. Tôi hy vọng là chỉ cần mở nút vài năm nữa vườn sầu riêng này sẽ sung xuê và có trái, cũng là một cái thu hoạch. Quý vị xem sầu riêng, đây là cái vườn sầu riêng của gia đình nhà mà giao cho anh mừng Đỗ canh tác. Lâu lâu về thăm vườn cũng vui vui, được lâu hai cũng mấy. Đây là anh mình đang công tác trồng cây và chăm sóc. Anh sử dụng hệ thống tự động. Cảm ơn các bạn gia đình đã lắng nghe và thương chị hai hơn, quý chị hai hơn. Công tác xin là cảm ơn chị hai đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình tôi, đã coi tôi như một gia đình, và chúng tôi hy vọng rằng là trong tương lai thế nào chúng tôi cũng sẽ gắn bó với dì ba tiếp tục nữa. Hy vọng dì ba lần này về Việt Nam chơi chúng tôi sẽ đưa dì ba đến thăm vườn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, lắng xem. Cảm ơn bạn.